Quang Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng cát xưa tên là Sex Blue. Loại này thì cũng dễ trồng và dễ hoa. Cánh của nó màu xanh lá cây và lưỡi của nó màu vàng mỡ gà. Và đây là kích thước của hoa. Và giá thành của nó là 200 ngàn một chậu. Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Mình đem vô nắng mình quay cho các bạn nhìn được rõ hơn. Ngoài nắng cái lưỡi của nó màu vàng mỡ gà, nó hơi bị chá nắng. Ở phía trong chóp của cái lưỡi của nó có một cái màu hơi tím tím.